Gia Bảo Luxury, trao gửi báu vật của thời gian. Xin chào các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Gia Bảo Luxury. Còn khoảng tầm 1 tháng nữa thôi là chúng ta sẽ lại đón Tết Nguyên Đán. Anh em đã chuẩn bị được gì nhiều chưa? Đối với chúng tôi thì bận quá, chưa chuẩn bị được chút nào cả. Thôi, không làm mất thời gian của anh em nữa. Ngày hôm nay thì tôi đã quay trở lại với việc chúng ta sẽ đánh giá nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Đó chính là một chiếc Hublot Big Bang 44mm với lớp vỏ là bằng gốm. Đầu tiên ấy, chiếc đồng hồ Big Bang 44mm đang trên tay tôi đây thì có mã hiệu đầu tiên là 301 ... cái gì tôi không nhớ lắm đâu. Nhưng đại loại là nó sẽ thể hiện được chiếc đồng hồ có lớp vỏ là ceramic. Ngay lúc đầu tiên khi tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ này thì tôi phải thốt lên rằng wow, nó khá là lạ. Bởi vì làm sao tôi thường xuyên nhìn thấy chiếc đồng hồ với lớp vỏ titan với màu xanh navy, nó đã quá quen thuộc rồi. Nên khi nhìn sang cái chiếc đồng hồ sự kết hợp giữa đen và xanh thì tôi cảm giác là nó lạ. Nó lạ nhưng mà nó đem lại một cái cảm giác gì đấy, nó rất là, tôi phải nói là rất là khỏe khoắn, rất là khỏe. Đó, có thể là anh em đã biết về cái lớp vỏ ceramic này rồi, nhưng thôi tôi giải thích qua với anh em chưa biết. Cái lớp vỏ ceramic này nó có rất nhiều ưu điểm. Đó chính là nó chống sức tốt hơn vỏ titan này và vỏ thép này hay là vỏ vàng. Đấy, nếu như chúng ta có sử dụng một vài vật nhọn, chúng ta có cào lên cái trà lên cái phần thân vỏ này thì nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng lắm. Đó, vậy nên là sau một quá trình thời gian sử dụng khoảng 1 năm 2 năm nên nhìn chiếc đồng hồ không bị cũ quá đâu anh em ạ. Đó, đó là ưu điểm của vỏ gốm. Tuy nhiên, vỏ gốm cũng có một nhược điểm. Đó chính là nếu như chúng ta làm rơi vỡ, thả tay ra mà rơi vỡ hoặc là chúng ta va đập mạnh thì lớp vỏ nó sẽ bị vỡ. Và cái việc phục chế nó ấy, thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí. Nó sẽ không giống như là với một lớp vỏ bằng vàng hay là bằng titan. Đó là một nhược điểm mà khi rất nhiều người khi lựa chọn mua chiếc đồng hồ với vỏ gốm sẽ phải cân nhắc. Đó, đó là về lớp vỏ của chiếc đồng hồ này. Tiếp đến là tôi phải nói đến một cái điểm mà ít anh em đánh giá chiếc Big Bang này. Đó chính là độ hoàn thiện so với những chiếc đồng hồ Hublot khác, là chiếc Big Bang này có độ hoàn thiện rất là tốt. Nào anh em hãy cùng nhìn với tôi. Đầu tiên là vành bezel nhé. Chúng ta hãy nhìn vào vành bezel được hoàn thiện những cái đường chấm, những cái chấm chấm rất nhỏ nhưng rất đều. Anh em có công nhận với tôi không ạ? Một điểm tiếp theo tôi phải nói là độ hoàn thiện của Hublot Big Bang rất tốt. Chúng ta hãy nhìn vào những cái cọc số đi. Những cái cọc số của Hublot được hoàn thiện mài xước rất là nhỏ và mỏng. Mài xước trên độ hoàn thiện là brush finish ấy. Nó là, tôi tạm dịch là mài xước ấy, chải xước ấy. Thì nó ở trên những cái thiết diện rất là nhỏ. Điều này ấy, nó đòi hỏi chúng ta mất nhiều thời gian và kỳ công. Ngoài ra, nó trên các cái cây kim giờ phút. Chúng ta hãy nhìn đến cái cây kim chronograph ở trên chiếc đồng hồ này được hoàn thiện, phải nói là ôi dồi ôi, mài xước trên một cây kim rất nhỏ và mỏng. Tôi không phải khen đâu, nhưng so với những chiếc Hublot khác thì nó lại là một cái điều gì đấy vượt bậc đấy anh em ạ. Đó, tiếp đến tôi phải đánh giá đấy chính là các cái nút bấm của chiếc Big Bang này được làm rất là tỉ mỉ. Bởi vì sao? Đây, những cái nút bấm này, những nút bấm chronograph góc 2 giờ và 4 giờ đều được hoàn thiện mài xước, chải xước, brush finish. Cũng như là ở đầu những cái nút bấm này chúng ta sẽ đều được đệm một cái miếng silicone để khi chúng ta bấm ấy, cảm giác nó mềm mại hơn. Nó sẽ không giống như cái cảm giác mà bấm ở trên chiếc Classic Fusion. Đó, đấy là về độ hoàn thiện mà tôi thấy rất là thích thú ở trên chiếc Big Bang này. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ lên tay chiếc đồng hồ 301 này. Đây là chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi đây. Cổ tay tôi có cổ tay dạng tròn, chu vi 17 cm, chu vi 17 cm. Thì anh em có thể thấy được là 44mm thì tôi đeo cố thì vẫn ok. Nhưng quan điểm cá nhân của tôi thì tôi sẽ thích 41 hơn là 44, vì là nhìn trông nó vừa với cổ tay hơn. Còn nếu như là với những chiếc, với những anh em có cổ tay có chu vi khoảng tầm 18 thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, đeo thì vẫn đeo được nhưng mà cái cảm giác cái tay càng nó hơi bị trồi ra ngoài một chút, làm cho tôi không khoái lắm. Đó, và ở cuối video này thì tôi sẽ cùng anh em đánh giá một chiếc, so sánh một chiếc Big Bang với một chiếc Classic Fusion
Mặc dù là cùng chức năng Chronograph nhưng hai chiếc đồng hồ này thì có điểm gì giống và khác nhau? Thực sự ra mà nói thì như thế này, hai chiếc đồng hồ này, kể cả là anh em nào mới đến đây, khi tôi đưa cả hai chiếc đồng hồ này ra thì cũng đều nhận định được là, nói ngắn gọn là chiếc Big Ben nhìn xịn hơn Classic Fusion Chronograph. Bởi vì sao? Tôi nghĩ một phần đó là Big Ben đó là một bộ sưu tập mà Hublot họ đầu tư hơn về từ độ hoàn thiện này đến cỗ máy này. Bởi vì sao? Hai chiếc đồng hồ này tuy cùng là chức năng Chronograph nhưng cái cỗ máy ẩn phía bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Độ hoàn thiện của Big Ben thường là chảy xước nhiều, còn với một chiếc Classic Fusion thì chảy xước brush finish chỉ ở cái vành bezel hai đầu bát, còn lại trên mặt số này, kim cọc số, kim Chronograph, tất cả thì đều được đánh bóng, nút bấm cũng đánh bóng và nhìn trông nó đơn điệu hơn rất là nhiều. Nhìn độ hoàn thiện về cơ khí nó không được như là chiếc Big Ben. Có một sự thật đó là anh em mua Hublot thì ít muốn quan tâm đến cỗ máy, nhưng thôi tôi vẫn cứ nói. Bởi vì sao? Vì hai chiếc đồng hồ này mặc dù là chung chức năng đếm giờ Chronograph, nhưng một cỗ máy đó chính là chiếc Big Ben thì được sử dụng cái cỗ máy trên nền tảng là Valeox 7753. Cái cỗ máy này thì nó được gọi là cỗ máy tích hợp. Còn cái cỗ máy ở trên chiếc Classic Fusion ấy, Chronograph thì nói là sử dụng module. Tạm hiểu một điều ấy, là cái cỗ máy tích hợp này thì khi chúng ta vận hành, chúng ta sử dụng thì nó sẽ mượt mà hơn, nó sẽ ít hỏng hơn, nó có hiệu năng tốt hơn là một cỗ máy sử dụng module. Cỗ máy sử dụng module là gì? Cỗ máy sử dụng module ấy, thì nó như kiểu là trước đây nếu như cái cỗ máy này nó chỉ sử dụng là 3 kim một lịch thôi, nhưng nó áp thêm một cái module nữa ở trên cái cỗ máy này thì nó tạo ra cái chức năng Chronograph đếm giờ. Vậy nên là cái chức năng bấm này hay là chức năng vận hành nó đều không đã, nó đều không sướng như là chúng ta vận hành một chiếc Big Ben. Đó, từ bấm Chronograph, dừng, reset, vân vân. Đó, đến kể cả là khi chúng ta nhìn cái kim bộ đếm nó đều không thể được như Big Ben. Và đây cũng là cuối video này rồi. Tôi đã đánh giá qua một chút về chiếc Big Ben Ceramic và so sánh với một chiếc Classic Fusion. Anh em nghĩ như thế nào về hai chiếc đồng hồ đang ở trên tay tôi? Hãy cùng comment ở phía bên dưới video anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.